Đây là hình ảnh từ một chiếc camera quan sát trong một cửa hàng thời trang mà chương trình nhận được. Sẽ không có gì bất thường nếu như không có hành động lén lút của người phụ nữ này. Hãy cùng camera cận cảnh xem lại đoạn clip và chú ý đến hành động kỳ lạ này của người phụ nữ. Trong khi vừa xem xét món hàng của mình, ánh mắt chị ta lại liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang để khá hớ hên trên mặt bàn. Sau khi đã quan sát kỹ càng, chị ta đã quyết định mua món đồ và một lần nữa chị ta lại liếc nhìn chiếc điện thoại đó. Khi người nhân viên cửa hàng đã gói xong món đồ, người phụ nữ này không cầm chiếc túi trên tay mà để lên bàn. Và đây là lý do cho hành động kỳ lạ của người phụ nữ này. Trong khi trò chuyện nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, chị ta đã cố tình dùng chiếc túi để che đậy cho hành vi trộm cắp tài sản của mình. Nhưng người nhân viên đã phản ứng khi chị ta vừa chạm tay vào chiếc điện thoại. Liệu người nhân viên bán hàng đã phát hiện ra ý đồ của vị khách này chăng? Hãy xem lại đoạn clip một lần nữa. Người phụ nữ này đã rất liều lĩnh khi thực hiện hành vi trộm cắp của mình trước mặt hai nhân viên bán hàng và chiếc điện thoại lại để rất gần với người thu ngân. Có vẻ người thu ngân đã phát hiện ra được chiếc điện thoại đang bị người phụ nữ kia lấy đi. Nhưng không, người thu ngân đã hoàn toàn không phát hiện ra và kẻ gian đã nhanh tay cho chiếc điện thoại vào túi đồ của mình. Chị ta thản nhiên trò chuyện với hai nhân viên cửa hàng, khiến họ quên mất sự hiện diện của chiếc điện thoại, một chiêu đánh lạc hướng quen thuộc. Thậm chí, chị ta không rời đi ngay mà vẫn rất bình tĩnh thanh toán cho món đồ của mình. Đột nhiên, một người nhân viên đi về phía chiếc điện thoại. Và liệu chị ta có nhận ra chiếc điện thoại đã bị biến mất? Người nhân viên này nhìn về hướng chiếc điện thoại vẫn còn vài giây trước đó, mà vẫn không nhận ra có gì bất thường. Và người khách nữ kia đã đi ra mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Không biết đến khi nào hai người nhân viên này mới biết tài sản của mình đã không cánh mà bay. Như vậy là chúng ta thấy là có một màn ngụy trang rất là hoàn hảo và bây giờ sẽ là những điều phân tích của quý ông An Toàn. Cái điều đầu tiên là tại sao không có cất tài sản của mình kỹ vào bên trong hộc bàn. Cái điều thứ hai là khi bán hàng thì tại sao chúng ta không chú ý vào người khách hàng của mình, không quan sát khách hàng mà tại dán mắt vào màn hình. Và điều thứ ba là trong lúc tiếp xúc với khách hàng tại sao chúng ta không theo dõi những hành động của họ mà lại tám chuyện như vậy. Và điều cuối cùng là để tài sản rất là rõ ràng trên bàn như vậy là mang tội gợi lòng tham. Rồi gì nữa Ngọc? Thiếu không? Không, nãy giờ Thảo phân tích rất là chi tiết luôn đó Thảo. Quá hay. Và chúng ta phân tích tới cái người lấy tài sản. Đây là một người có kinh nghiệm trong việc trộm cắp tài sản. Bởi vì sau rất nhiều lần trộm tài sản, họ phải đưa ra một cái phương pháp để đánh lừa con mồi bằng cách mua một món hàng ở đó và để biến mình thành một khách hàng thực thụ và lập hoạch định trong đầu là kế hoạch tẩu thoát của mình như thế nào. Nhưng mà Thảo thấy như thế này, rõ ràng là chúng ta thu được cái đoạn clip này qua cái camera an ninh của tiệm này. Vậy thì chúng ta gắn camera để làm gì khi mà chúng ta không liên tục theo dõi và quan sát? Tại vì trong trường hợp này Ngọc có thể hiểu được tâm lý của cái người bán hàng là camera có thể nằm ở trước mặt mình luôn. Nhưng mà camera đã đang hiển thị những cái việc buôn bán rất bình thường. Tại vì tâm lý của người xem camera là gì? Xem camera để coi những chỗ không có nhân viên. Có hoạt động gì bất thường hay không. Nhưng họ quên rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vậy thì camera mà chúng ta gắn ở những cái góc khuất không có người thì không có người quan sát thì lại khác. Còn camera chúng ta gắn ở những chỗ có người, đặc biệt là ngay quầy tính tiền luôn, mà không có người quan sát thì vẫn mất tài sản như thường. Bây giờ tôi thêm gạch đầu dòng nữa trong cái bản lưu ý của quý ông An Toàn là camera gắn ở quầy tính tiền ngoài việc đề phòng nhân viên trộm tiền của chủ quán còn có tác dụng phòng chống kẻ gian lợi dụng sơ hở của người tính tiền để lấy cắp tài sản.